sáng. Niềm tin ánh sáng. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Niềm tin ánh sáng trên kênh giao thông quốc gia FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung chính sau đây. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với thông tin về hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ 5. Tiếp theo chương trình là những chia sẻ của ông Bạch Quang Khải, Chủ tịch Hội Người Mù quận Hà Đông. Phần cuối chương trình, mời quý vị cùng gặp gỡ ông Trần Duy Mây, Chủ tịch Hội Người Mù quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Và bây giờ mời quý vị cùng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Hội Bảo trợ Người Tàn tật và Trẻ Mồ Côi Việt Nam tổ chức buổi họp báo giới thiệu về Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ 5. Hội nghị sẽ chính thức khai mạc tại Hà Nội vào ngày 8 tháng 4 năm 2016 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Hội nghị nhằm ghi nhận biểu dương người khuyết tật, nỗ lực vượt khó đạt thành tích trên nhiều lĩnh vực, khích lệ trẻ mồ côi, tiếp tục phấn đấu vươn lên trong học tập, cuộc sống, tôn vinh người bảo trợ, những tấm lòng vì cộng đồng, những người luôn sống yêu thương và chia sẻ. Mở đầu chương trình Niềm tin ánh sáng ngày hôm nay, tác giả Thành Nguyễn đã có bài phản ánh về sự kiện này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý thính giả, Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc được tổ chức 3 năm một lần do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Hội Bảo trợ Người Tàn tật và Trẻ Mồ Côi Việt Nam phối hợp tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Người Khuyết tật 18 tháng 4. Tham dự hội nghị lần này có 388 đại biểu, vượt so với hội nghị lần thứ tư là 63 đại biểu, được lựa chọn từ 63 tỉnh thành và một số trường học, đơn vị, doanh nghiệp ở Trung ương. Trong đó có 212 người khuyết tật, 83 trẻ mồ côi, 93 người bảo trợ, có 170 đại biểu là nữ, 56 đại biểu người dân tộc, 50 đại biểu tôn giáo. Hình ảnh của người khuyết tật tại hội nghị còn cho thấy họ là người trí thức, ham học hỏi, không ngừng nâng cao trình độ để đáp ứng tốt nhất yêu cầu công việc, cũng như quyết tâm theo đuổi đến cùng đam mê của mình. Họ không chỉ giỏi lao động sản xuất, học tập, văn hóa thể thao mà còn giỏi trong lĩnh vực quản lý, làm chủ doanh nghiệp, cơ sở, gây dựng được thương hiệu của riêng mình. Đặc biệt, hội nghị có sự hội tụ hình ảnh của người khuyết tật là công chức, viên chức nhà nước, là đảng viên. Có khoảng 30% đại biểu người khuyết tật tham dự hội nghị có trình độ đại học trở lên là một con số đầy ấn tượng và đáng tự hào về thành tích của những người mang trong mình khiếm khuyết, nhưng tinh thần và nghị lực của họ là tấm gương khiến nhiều người phải soi dọi. Ở trẻ mồ côi lâm vào tình trạng ngặt nghèo, đa số đại biểu là mồ côi cả cha và mẹ. Em thì sống với cố ngoại mù lòa 98 tuổi, cháu dựa vào cố, cố dựa vào cháu, như hoàn cảnh của em Trần Nhật Duy ở Thanh Hóa. Em thì chị gái nuôi, một buổi lên giảng đường, một buổi chạy bồi bàn, phát tờ rơi như em Nguyễn Chấp Dương ở Thái Bình. Em thì ở với anh trai, vừa đi học, vừa bán vé số nuôi thân và nuôi cả con của chị gái, đó là em Nguyễn Thị Kim Anh ở Vĩnh Long. Nhưng nuốt nước mắt vào trong, các em nỗ lực từng ngày từng giờ, quyết không bỏ học, không rời giảng đường, bởi các em nhận thức sâu sắc rằng chỉ có tri thức và học vấn mới giúp các em thay đổi cuộc sống, thay đổi số phận để có một tương lai tốt đẹp hơn, sau này không chỉ tự lập mà còn giúp nhiều người khó khăn khác. Đồng cảm với những mảnh đời, những con người chịu nhiều thiệt thòi, đã có rất nhiều tấm lòng, những trái tim nhân ái yêu thương, đùm bọc sẻ chia, đồng hành cùng người khuyết tật, trẻ mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền đất nước. Họ làm việc thiện chẳng mong điều gì lớn lao mà đơn giản, xuất phát từ tấm chân tình, như bà Nguyễn Thị Thiện ở Bến Tre chia sẻ: "Tôi chẳng giàu có hơn ai, nhưng có thể giúp người khổ hơn mình." Hay như quan niệm của ông Phan Công Bình ở Long An: "Đã là doanh nhân thành đạt thì càng phải có trách nhiệm với cộng đồng." Những người bảo trợ ấy đã vận động quyên góp từ gia đình mình, bà con lối xóm đến các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh để có những cân gạo, căn nhà, suất học bổng, ca phẫu thuật, trợ giúp người nghèo khó. Nhận định về các gương tiêu biểu tham dự hội nghị, ông Nguyễn Đình Liêu, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Tàn tật và Trẻ Mồ Côi Việt Nam, trưởng ban tổ chức cho biết: "Những gương mặt về dự hội nghị đều mang tính tiêu biểu điển hình và đầy xúc động của phong trào thi đua yêu nước. Thông qua cái hội nghị năm nay ấy, là một lần nữa để chúng ta để góp một cái tiếng nói để nâng cao nhận thức của xã hội đối với người khuyết tật. Nhìn nhận người khuyết tật không phải chỉ cái việc cưu mang, không phải chỉ cái chăm sóc, không phải chỉ có sự giúp đỡ, mà nhìn người khuyết tật tức là nhìn đây là những cái người mà người ta có thể khẳng định được vị trí người ta trong xã hội. Vì thế nên cái thông điệp của chúng tôi vẫn nói rằng là người khuyết tật có thể làm được những việc như người bình thường và hơn thế nữa." Là một trong những đại biểu đại diện cho các bạn trẻ khiếm thị, Lê Hương Giang, sinh viên khoa tâm lý trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội chia sẻ: "Em rất vui mừng và bất ngờ khi được tham gia vào hội nghị. Tại đây, em được biết và làm quen với nhiều anh chị khuyết tật trên toàn quốc. Họ cũng chính là tấm gương cho em noi theo trong học tập và trong cuộc sống.
Ngày hôm nay em muốn nói rằng là người khuyết tật trẻ ngày hôm nay không hy vọng mọi người nhìn chúng em với cái ánh mắt thương hại, hoặc là chỉ nghĩ rằng là người khuyết tật cần đến những cái điều kiện về kinh tế, mà người khuyết tật trẻ hôm nay hy vọng rằng sẽ có được những cơ hội để mà tự mình khẳng định được bản thân mình, khẳng định được năng lực của mình trong cuộc sống. Một khuôn khổ các hoạt động của hội nghị sẽ diễn ra chương trình giao lưu Một trái tim, một thế giới lần thứ 13 được truyền hình trực tiếp trên VTV2 lúc 20:30 ngày 7 tháng 4 năm 2016. Đây là chương trình thường niên nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về các vấn đề của người khuyết tật, biểu dương những tấm gương vượt khó, tri ân các tấm lòng người bảo trợ, đồng thời vận động quyên góp ủng hộ Quỹ hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam để triển khai các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật, trẻ mồ côi trên cả nước. Quý thính giả thân mến, cùng với hoạt động chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần, tổ chức mô hình lao động sản xuất, dạy nghề cho những hội viên khiếm thị, trong nhiều năm qua, Hội Người Mù Hà Đông Hà Nội luôn tập trung vào hoạt động phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước đến với những người khiếm thị. Điều này không những giúp cho những hội viên khiếm thị luôn làm tròn nghĩa vụ công dân của mình, mà còn giúp cho họ chủ động hơn trong việc tiếp cận với những chính sách bảo trợ của nhà nước dành cho những người khuyết tật. Trong phần tiếp theo của chương trình Niềm tin ánh sáng ngày hôm nay, chúng tôi có nội dung trao đổi với ông Bạch Quang Khải, Chủ tịch Hội Người Mù Hà Đông, để giúp quý vị và các bạn hiểu hơn về những hoạt động này của hội trong thời gian qua. Vâng, xin chào ông Bạch Quang Khải. Trước tiên, ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về hoạt động phổ biến chính sách pháp luật của nhà nước đến với những hội viên khiếm thị mà Hội Người Mù Hà Đông đã triển khai trong những năm vừa qua không ạ? Về cái nhiệm vụ hoạt động kế hoạch của Ủy ban nhân quận cũng như là nhiệm vụ hoạt động công tác của hội các cấp, cụ thể là quận Hội Người Mù Hà Đông trong những năm qua cũng đã thực hiện tốt cái nhiệm vụ là thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cụ thể là quận hội có xây dựng những cái nội dung sinh hoạt về những cái chuyên đề như là chính trị, hoặc là phổ biến những cái luật pháp, những cái chính sách về an sinh xã hội của những cái người yếu thế xã hội và đặc biệt là người mù của quận Hà Đông. Vừa rồi thì năm 2015 là chúng tôi cũng đã tổ chức phối kết hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý của cụm số 8 thành phố Hà Nội, mời chuyên gia về để tuyên truyền và giải thích về những cái chính sách và luật pháp của nhà nước, cụ thể là luật hôn nhân gia đình và luật thừa kế. Bên cạnh việc phổ biến những chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan đến người khuyết tật đến với hội viên, trong thời gian qua các cấp hội người mù trong cả nước còn đẩy mạnh việc hỗ trợ hội viên thực hiện việc xác định mức độ khuyết tật, qua đó đảm bảo việc họ hưởng những chính sách của nhà nước đúng đối tượng. Vậy việc này ở Hội Người Mù Hà Đông đã được triển khai như thế nào ạ? Trong thực hiện cái nhiệm vụ về giám định y khoa, giám định cái mức độ dạng tật cho người khuyết tật của quận Hà Đông nói chung, đặc biệt là đối với hội viên của Hội Người Mù Hà Đông nói riêng, thì các phường cũng đã làm tương đối tốt về cái việc mà cấp thẻ chứng nhận là người khuyết tật cho hội viên của quận Hội Người Mù Hà Đông, được khoảng độ trên 80% số hội viên của chúng tôi đã được cấp thẻ xác nhận người khuyết tật. Nói chung là về cái khó khăn thì đương nhiên là khó khăn, là vì đối với cái khả năng người khuyết tật được cái tác động của tổ chức hội cũng như là cái sự tuyên truyền của hội đối với các đề xuất với các cơ quan ban ngành, thì để các cơ quan ban ngành cũng hiểu và đặc biệt là sự quan tâm của đảng bộ chính quyền địa phương của quận, thế là cũng luôn luôn chỉ đạo là để làm sao các ban các cái phường làm tốt cái nhiệm vụ này. Trong thời gian tới, nhiệm vụ phổ biến chính sách pháp luật của nhà nước đến với hội viên sẽ được Hội Người Mù Hà Đông quan tâm cụ thể ra sao? Cái nhiệm vụ của quận hội cũng như là của tổ chức hội nói chung, nó là cái thường xuyên và cũng làm sao đó để tuyên truyền, để đề xuất với đảng nhà nước, làm sao cũng luôn luôn quan tâm, và đặc biệt là cái chính sách phải được học tập, được nghe, được phổ biến để mà hội viên nắm được những cái chính sách đó, để mà có cái đề xuất với cơ quan chức năng làm sao tạo điều kiện giúp được cho những cái đối tượng này. Đối với tổ chức hội sẽ tiếp tục triển khai để sẽ thực hiện tốt cái nhiệm vụ tuyên truyền, thì đối với tổ chức hội từ trung ương đến thành hội hay là cũng như là quận hội thì cũng thường xuyên hàng năm đều có cái nhiệm vụ mà tuyên truyền là cái nhiệm vụ hết sức quan trọng. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Bạch Quang Khải đã tham gia với chương trình ngày hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, phần cuối chương trình Niềm tin ánh sáng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ và làm quen với người cán bộ gần nửa thế kỷ đã gắn bó với những hoạt động của Hội Người Mù. Đó là ông Trần Duy Mây, Chủ tịch Hội Người Mù quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, qua bài giới thiệu của tác giả Trịnh Thùy Dương. Trong đêm giao lưu khát vọng ánh sáng do Hội Người Mù quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng tổ chức, tôi có dịp gặp gỡ trò chuyện với ông Trần Duy Mây, hiện đang giữ chức Chủ tịch Hội Người Mù quận. Người đã có hơn 20 năm trên cương vị lãnh đạo, hơn 40 năm tham gia sinh hoạt hội. Tôi được nghe ông tâm sự về cuộc đời và quá trình công tác của mình. Sinh ra trong một gia đình nghèo đông con, Trần Duy Mây và người anh trai kế trên là Trần Duy Rồng đều không may mắc bệnh mù bẩm sinh. Mặc dù gia đình phải chạy ăn từng bữa, nhưng cha mẹ vẫn đưa hai anh em Rồng Mây đi tìm thầy chữa bệnh. Họ tìm đến hết các bệnh viện rồi những ông thầy lang, hễ nghe ai mách chỗ nào là đến chỗ đó. Nhưng tất cả công sức và tiền của cũng không thể đem lại ánh sáng cho hai anh em. Họ đành cam chịu, lớn lên trong bóng tối và sự ghẻ lạnh của người đời, không được đến trường. Hai anh em quanh quẩn ở nhà phụ giúp cha mẹ những công việc trong gia đình. Năm 1970, Hội Người Mù Hải Phòng được thành lập, ngay sau đó là sự ra đời của Hội Người Mù quận Ngô Quyền. Phát hiện ra trường hợp của hai anh em Trần Duy Rồng và Trần Duy Mây, cán bộ hội đã đến tận nhà vận động cho họ đi học chữ Braille. Đó là bước ngoặt đầu tiên đưa cuộc đời ông thoát khỏi bóng tối. Năm 1974, ông Mây được bầu vào ban chấp hành Hội Người Mù quận Ngô Quyền. Ông thường xuyên đến những gia đình có người khiếm thị, vận động họ tham gia sinh hoạt và trực tiếp dạy chữ Braille. Cha mẹ đều mất sớm, anh chị cũng vì nghèo khó mà phiêu bạt khắp nơi, chẳng ai giúp đỡ gì được. Hai anh em ông Rồng và ông Mây phải tự bươn chải để kiếm sống. Người anh theo bạn bè lên Hà Nội, lần mò khắp các ngõ ngách hành nghề bán thuốc, còn người em ở quê gắn bó với các hoạt động của hội. Khi cơ sở sản xuất tập trung của thành hội được thành lập, ông Mây là một trong những người đầu tiên tham gia lao động. Từ các công việc làm chổi đót, vót tam tre đến đan lồ, sọt, rổ giá, ông đều làm cả. Tuy nhiên, mức thu nhập chẳng đáng là bao. Năm 1989, ông Mây được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Người Mù quận Ngô Quyền. Từ đó, ông dành toàn bộ thời gian và tâm huyết cho các hoạt động của hội. Ông thường xuyên gần gũi trò chuyện với hội viên để nắm bắt hoàn cảnh cũng như tâm tư nguyện vọng của họ. Mỗi khi phát hiện có người khiếm thị sinh sống trên địa bàn, ông lại một mình chống gậy đến tận nhà giải thích, vận động họ tham gia tổ chức hội. Có khi bị gia đình họ xua đuổi, nhưng ông vẫn không nản lòng, quyết tâm từng bước phân tích, thuyết phục để người khiếm thị và gia đình hiểu được những quyền lợi thiết thực khi tham gia tổ chức hội. So với thời điểm cách đây hơn 20 năm thì hoạt động của hội đã thuận lợi hơn rất nhiều nhờ có sự quan tâm của Đảng và các cấp chính quyền cùng với sự thay đổi trong nhận thức của cộng đồng xã hội về người khiếm thị. Nhiều hội viên trong độ tuổi lao động đã tìm được việc làm ổn định. Hội viên cao tuổi cũng thường xuyên được quan tâm chăm sóc. Với những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ông luôn luôn lưu tâm kêu gọi sự giúp đỡ của các tổ chức cá nhân có lòng hảo tâm. Gắn bó với hội hơn 40 năm, điều làm ông băn khoăn trăn trở nhất cho đến thời điểm này là Hội Người Mù vẫn chưa có trụ sở làm việc chính, hội viên chưa có nơi để sinh hoạt hội họp. Điều này khiến cho việc đẩy mạnh các phong trào của hội còn gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài mảng công tác hội, ông Trần Duy Mây còn là một giọng ca vàng của đội văn nghệ Hội Người Mù thành phố Hải Phòng. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng tiếng hát của ông vẫn còn sang sảng, đặc biệt truyền cảm trong những ca khúc ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ. Ông thường xuyên tham gia và là ca sĩ chủ chốt trong các chương trình liên hoan văn nghệ của thành hội. Ông từng dự thi và giành nhiều huy chương trong các kỳ liên hoan tiếng hát từ trái tim toàn quốc. Chia sẻ với tôi về niềm vui lớn nhất của mình trong cuộc sống, ông Mây không giấu được niềm tự hào khi nói về gia đình nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười, ấm áp tình yêu thương mà ông đã và đang vun đắp. Ở đó có một người phụ nữ tần tảo sớm hôm cùng ông chia sẻ mọi nỗi vui buồn trong cuộc sống và hai người con chăm ngoan học giỏi, biết yêu thương đỡ đần cha mẹ. Các con ông hiện đang là sinh viên xuất sắc của hai trường đại học. Gánh khó khăn vất vả chưa bao giờ nhẹ trên đôi vai vợ chồng ông Trần Duy Mây, nhưng ông có quyền luôn tự hào về gia đình hạnh phúc của mình và về những đóng góp cho tổ chức hội và hội viên Hội Người Mù quận Ngô Quyền. Quý thính giả thân mến, chương trình Niềm tin ánh sáng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Những người làm chương trình rất mong tiếp tục nhận được sự cộng tác và đóng góp của quý thính giả. Thư và bài viết, quý vị có thể gửi tới chương trình theo địa chỉ Chương trình Niềm tin ánh sáng, kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam, tầng 10, số 58 Quán Sứ, Hà Nội, hoặc thư điện tử niềmtinanhsang@gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.